Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình ngày 28 tháng 6 với những nội dung chính sau đây. Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó GDP ước tính tăng 5,52%, giảm tốc so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay Kasa-212 tại địa điểm gần vị trí máy bay gặp nạn. Ngày 28 tháng 6, kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, khách mời trường quay sẽ chia sẻ về những thách thức của một gia đình Việt hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 28 tháng 6, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trong nước GDP ước tính tăng 5,52%, giảm tốc so với mức 6,32% của cùng kỳ năm trước. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, nông lâm nghiệp và thủy sản có tăng trưởng âm, trong khi đây là lĩnh vực đóng góp quan trọng của nền kinh tế trong các giai đoạn khó khăn trước đây. Năm 2016, theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ đều tăng. Riêng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhẹ do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Cả nước đã có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới. Xuất khẩu đạt 82,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9%. Nhập khẩu đạt 80,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 425,6 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm. Tổng chi ngân sách đạt 508,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm. Để hoàn thành mức tăng trưởng dự kiến năm, mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm phải đạt mức 7,6%. Đây là mức cao so với tình hình hiện tại. Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, sẽ tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua hình thức tăng trưởng từ nông nghiệp hay đẩy mạnh chế biến chế tạo. Chiến lược của Việt Nam đó là dần dần sẽ giảm cái chuyện khai thác và tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc, sẽ có những chính sách để mà thúc đẩy các cái ngành khác, các khu vực khác phát triển. Thế thì năm ngoái chúng ta nhớ lại là kế hoạch khai thác là 14,7 triệu tấn. Thực tế chúng ta khai thác được 16,7 triệu tấn. Thì năm nay tổng thống kê tính toán một cái kịch bản là nếu mà chúng ta khai thác bằng năm ngoái, tức là sẽ tăng thêm 2 triệu tấn, gần bằng năm ngoái, sấp xỉ năm ngoái, thì khi đó cũng sẽ tính toán được nó sẽ đóng góp vào tăng trưởng là như thế nào. Nhưng đây chỉ là một kịch bản kinh tế mà tổng thống kê đưa ra. Chứ còn chắc chắn là chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành sẽ nghiên cứu để đưa ra cái giải pháp khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chứ không phụ thuộc vào cái dầu thô. Báo cáo cũng cho thấy công tác chăm lo đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã có gần 4.400 tỷ đồng được chi cho an sinh xã hội và giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước đã có dấu hiệu tích cực khi đã giảm cả trên 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã trở thành một trong hai mảng sáng nhất trong bức tranh kinh tế Việt Nam nửa đầu năm nay. Xét trên tất cả các tiêu chí như là thu hút đầu tư, giải ngân vốn xuất khẩu, cũng như là đóng góp cho GDP của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng qua, thì tất cả đều tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tác động lan tỏa và khả năng đồng hành của các doanh nghiệp trong nước với sự phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại chưa cao. Và đây cũng là nội dung chính của cuộc đối thoại chính sách đầu tư năm 2016 giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài vừa được tổ chức tại Hà Nội. 6 tháng đầu năm, thu hút FDI đạt gần 11,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giải ngân đạt 7,25 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất và có tốc độ tăng trưởng lớn nhất từ trước tới nay. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm trên 70% tổng kim ngạch cả nước và xuất siêu gần 11,3 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước dường như không đồng hành với sự tăng trưởng mạnh mẽ nói trên của các doanh nghiệp FDI, cho dù đang có chung một môi trường đầu tư kinh doanh. Chúng ta sắp kỷ niệm 30 năm luật đầu tư nước ngoài. Và trong các cái tác động của đầu tư nước ngoài thì chúng tôi cho rằng tác động lan tỏa là yếu nhất. Và chúng ta hy vọng rằng là các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhận ra cái nhược điểm của mình trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Hội thảo mang tiêu đề đối thoại chính sách đầu tư, nhưng điều mà người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư mong muốn nhất tại đây là làm sao doanh nghiệp trong nước có thể đồng hành phát triển cùng các doanh nghiệp FDI. Tôi rất muốn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam. Và chia sẻ bằng cách nào? Hợp tác, bổ sung và hỗ trợ. Về phần mình, các doanh nghiệp trong nước và các bộ ngành cũng phải có sự thay đổi để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các doanh nghiệp FDI. Những tập đoàn lớn của chúng ta sinh ra từ đầu tư vào bất động sản, từ đầu tư vào những cái thương mại, chứ còn đầu tư vào công nghệ, đầu tư đổi mới sáng tạo thì rất ít. Cho nên trong khủng hoảng thì các cái tập đoàn kinh tế Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu mà các cái tập đoàn lớn như vậy mà không thay đổi cái phương thức đầu tư thì chính họ cũng không thể nào mà tiếp cận được các nhà đầu tư nước ngoài. Câu chuyện thời sự Anh rời khỏi EU liệu có gây tác động xấu tới đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong thời gian tới cũng được nêu ra tại hội thảo. Câu trả lời chung cho lo ngại này là không đáng kể, bởi đầu tư của Anh vào Việt Nam chỉ là hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ, bằng có 1,5% tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và quá nửa trong số vốn đầu tư này của Anh là vào bất động sản. Tuy nhiên, về lâu dài, sự kiện Anh rời EU có thể tác động đến kinh tế và đồng tiền của các nước và vùng lãnh thổ đang có đầu tư lớn vào Việt Nam, nên điều này cần được theo dõi trong dài hạn. Vâng, kết quả trưng cầu dân ý nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu tác động đến nhiều mặt của châu Âu, nhất là trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Còn đối với Việt Nam, câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là Brexit có ảnh hưởng gì tới việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu-EU và Việt Nam, EVFTA? Trao đổi thương mại đầu tư hai chiều trong thời gian tới liệu có thay đổi gì hay không? Và Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angele đã chính thức trả lời vấn đề này trong cuộc họp diễn ra ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội. Tại cuộc họp báo, đại diện EU khẳng định Brexit chưa có tác động tới lộ trình tiến tới ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Mọi việc vẫn nằm trong lộ trình đã được hai bên đặt ra trước đó. Chúng ta đều kỳ vọng việc ký kết sẽ được diễn ra trong năm tới để đầu năm 2018, hiệp định này sẽ đi vào thực thi như lộ trình đã định. Còn quá sớm để nói về tác động của Brexit nên cần thêm thời gian để xem Anh sẽ có những bước đi như thế nào, cũng như việc EU chuẩn bị cho đàm phán với Anh ra sao, thì mới có thể có những đánh giá phù hợp, chính xác những tác động có thể xảy ra. Còn hiện tại, theo đánh giá của tôi, mọi vấn đề liên quan đến FTA giữa hai bên vẫn đang nằm trong lộ trình như bình thường, kể cả các FTA với các đối tác khác, chứ không riêng gì với Việt Nam. Trả lời câu hỏi liệu Brexit sẽ tác động như thế nào tới thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU, Đại sứ Bruno cho rằng đến thời điểm này vẫn chưa thể đưa ra được thông tin chính xác. EU được đánh giá là nhà đầu tư lớn thứ ba với các cam kết đầu tư mới trong 2015 tại Việt Nam. Còn thương mại thì Việt Nam đang là quốc gia số 1 trong ASEAN xuất khẩu vào EU. Và chúng ta cũng thấy dòng thương mại và đầu tư từ EU có sự phát triển rất tích cực. Nhưng thời gian tới thế nào thì cũng chỉ có thể dự đoán mà thôi. Chúng ta cũng đã thấy những tác động tới thị trường tài chính ở cả khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới do Brexit gây ra. Còn tác động đến Việt Nam như thế nào thì vẫn còn phải chờ thêm thời gian. Kết thúc buổi họp báo, Đại sứ Bruno bày tỏ quan điểm cá nhân rằng ông sẽ cùng các đồng sự của mình nỗ lực hết mình để kêu gọi nhiều hơn đầu tư của EU vào Việt Nam, cũng như kỳ vọng FTA giữa Việt Nam và EU sẽ được ký kết theo đúng kế hoạch vào năm tới. Sáng ngày 28 tháng 6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức tiến hành kỳ họp đầu tiên kiện toàn nhân sự cho các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố. Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 tiếp tục tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa 9 với tỷ lệ tín nhiệm cao. Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 đã được tổ chức tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại hội nghị đó là nghị quyết của hội về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện nghị quyết về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn được trình bày tại hội nghị lần này đã khẳng định
sau 10 năm thực hiện áp dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nông thôn đã đem lại hiệu quả về kinh tế cho các hộ gia đình nông dân trên cả nước. Các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng, chuyển giao đã tạo được nhiều sản phẩm nông sản hàng hóa có chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Từ kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, Hội Nông dân Việt Nam cũng đã kiến nghị nhà nước cần có chính sách đặc thù để hỗ trợ nông dân trong việc đầu tư công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của chương trình, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết đã tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay KC-212 tại địa điểm gần vị trí máy bay gặp nạn. Ngày 28 tháng 6, kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, khách mời trường quay sẽ chia sẻ về những thách thức của một gia đình Việt hiện đại. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 28 tháng 6, tại địa điểm gần vị trí máy bay KC-212, số hiệu 8983 gặp nạn, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục vớt được thêm 2 thi thể phi hành đoàn máy bay KC-212, bàn giao cho các cơ quan chức năng để xác định danh tính. Robot trên tàu Tân Cảng 63 trong quá trình dò quét đáy biển đã phát hiện 2 thi thể phi công tổ bay KC-212 cách khu vực trục vớt các bộ phận của máy bay bị nạn khoảng vài trăm mét. Các thợ lặn được cử xuống làm nhiệm vụ trục vớt. Phát hiện và tìm kiếm và đưa được 2 quân nhân trong phi hành đoàn KC-212 số hiệu 8953. Hiện nay thi thể của 2 quân nhân đã đưa tàu để đưa vào bờ để thực hiện các cái thủ tục tiếp theo. Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xác định tiếp tục tìm kiếm thi thể phi hành đoàn máy bay KC-212, tìm kiếm và trục vớt máy bay Su-30MK2, giao cho Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ huy chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn, giải mã hộp đen, xác định nguyên nhân tai nạn và xác định danh tính các đồng chí đã hy sinh. Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị và Quân chủng Phòng không Không quân chỉ đạo tổ chức làm tốt công tác chính sách, đồng thời chăm sóc giúp đỡ tận tình các gia đình có quân nhân hy sinh. Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Rất nhiều hoạt động cổ động trực quan về Ngày Gia đình Việt Nam đã được tổ chức, như diễu hành đi bộ hưởng ứng 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh mái ấm gia đình Việt, giao lưu văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian với chủ đề Tổ ấm gia đình. Thưa quý vị khán giả, gia đình là tế bào của xã hội. Câu nói này dường như đã trở thành một khẩu hiệu quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Theo đó thì một quốc gia, một dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Xuất phát từ thực tiễn đó, ngày 28 tháng 6 hàng năm được lựa chọn là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và thưa quý vị, cũng chính vì những ý nghĩa đó mà Ngày Gia đình của Việt Nam luôn được mọi người hưởng ứng để cùng nhau gìn giữ những giá trị cao quý của dân tộc. Tuy nhiên, qua nhiều giai đoạn phát triển, cấu trúc trong quan hệ gia đình Việt Nam cũng có nhiều những thay đổi. Vậy các gia đình hiện đại đang phải giải quyết những vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiến sĩ khoa học Đoàn Hương trong Ngày Gia đình Việt Nam ngày hôm nay để cùng thảo luận kỹ hơn về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ khoa học Đoàn Hương đã đến tham dự chương trình hôm nay. Thưa bà, câu hỏi đầu tiên, theo quan điểm của bà thì thế nào là một gia đình Việt Nam hạnh phúc trong bối cảnh hiện nay? Trong bối cảnh hiện nay thì gia đình Việt Nam đang có những cái sự biến động lớn, sự va chạm lớn khi chúng ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập với quốc tế. Đó là cái việc mà chúng ta phải chấp nhận một sự vật khi mà phát triển thì bắt buộc là phải có mặt tích cực và tiêu cực. Hôm nay cái mặt tích cực của nó là gia đình hạnh phúc. Hôm nay sẽ theo một cái mô hình khác. Nếu gia đình truyền thống là tam đại đồng đường và tứ đại đồng đường, gia phòng cực kỳ nghiêm ngặt, thì hôm nay gia đình hiện đại theo tiêu chuẩn mới sẽ là ít con, ấm no và hạnh phúc.
Dạ vâng ạ. Thưa bà, chúng tôi đặt ra vấn đề này không phải vì nghi ngờ vai trò quan trọng của gia đình, mà bởi vì trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay thì chúng ta tạo ra những cái dòng dịch chuyển lao động rất lớn và người Việt Nam sẽ phải đi xa nhà nhiều hơn để làm việc, cũng như là lối sống thì hướng ngoại nhiều hơn, rồi khoảng cách giàu nghèo cũng kéo ngày một xa hơn. Vậy bà có cho rằng đó là thách thức đối với việc xây dựng một gia đình hạnh phúc theo đúng quan niệm truyền thống của Việt Nam? Đương nhiên đó là thách thức. Và tôi cũng phải nói rằng chúng ta buộc phải chấp nhận vì không có lựa chọn nào khác. Gia đình luôn luôn là tế bào của xã hội. Và nói như bác Hồ ấy, nếu mà gia đình vững mạnh thì xã hội mới vững mạnh. Vì thế trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta buộc phải xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Và tôi đã đi ở nước ngoài nhiều, gặp gỡ nhiều gia đình Việt Kiều. Tôi thấy rằng các gia đình ấy đều cố gắng giữ được cái gia đình truyền thống, tức là ấm áp, sẻ chia và yêu thương. Vâng, tức là những cái ví dụ hết sức cụ thể đúng không ạ? Những người Việt Nam đang phải rời xa quê hương đất nước mình để đi làm việc, học tập ở một nơi xa nhưng mà vẫn hướng về những giá trị truyền thống của quê hương. Vâng ạ. Vâng. Thưa quý vị khán giả, trên thực tế thì có rất nhiều những ý kiến khác nhau về sự gắn kết trong gia đình thời hiện đại, tán thành việc sống chung và sống riêng như thế nào. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. Tôi nghĩ tức là thời đại nào thì nó sinh ra một cái nhu cầu, một cái mặt bằng sinh hoạt, người ta có cái đòi hỏi nó lớn hơn. Thì bây giờ thì đã 70-80 m² rồi, thấy rằng hai người ở cũng thấy vừa. Thế còn nếu mà đưa các cháu, các em nó vào ở thì quá chật hẹp. Về tối thì các cháu đi sớm về muộn, không có giờ giấc nào cả. Con dâu thì làm ở ngân hàng, thì không có cái khái niệm là hết giờ và bao giờ là công việc hoàn thành thì mới được về. Thế nên thường thường gia đình tôi mà ít khi là cái ngày thường có điều kiện để mà ăn cùng một bữa cơm, mà thường thường là ăn vào rất nhiều cái giờ rất khác nhau. Đấy. Thế và cái thứ hai nữa là gì? Nếu có điều kiện mà coi như cùng một dịp mà ngồi cùng với nhau được ở nhà cùng ăn bữa cơm thì thường thường chỉ vào chủ nhật thôi. Cũng không phải là phải trực tiếp là bưng cơm, rót nước cho bố mẹ, đưa tâm rồi cũng là sự quan tâm. Mà tôi nghĩ rằng là cái sự quan tâm ấy nó thể hiện là sự hỏi han về sức khỏe, cũng một là có thể là ở không gần nhau nhưng mà gọi điện để hỏi thăm bố sức khỏe thế nào, mẹ thế nào, các con ra sao cũng là một cái sự quan tâm. Chúng tôi cũng muốn rất muốn ở chung nhưng mà về nhà chung cư nó chật, mà sinh hoạt của các cụ thì nó cũng không phù hợp với cái công việc làm của các anh chị bây giờ. Thời hiện đại bây giờ thì các cháu nó thoáng lắm, còn các cụ già chúng tôi thì nói chung là ăn lắm bệnh tật thì cứ phải ăn kiêng. Chúng tôi cũng muốn là các cháu nó về luôn luôn nhưng bằng cách là liên lạc điện thoại với lại qua Facebook thôi, chứ còn thì hàng tuần chúng tôi cũng tổ chức để gặp nhau trên mạng để cho gắn bó tình cảm gia đình. Nghe tiếng của con thì chúng tôi thấy là tự nhiên yên tâm hơn. Vâng, thưa tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, chúng ta đã lắng nghe rất là nhiều ý kiến của mọi người về sự gắn kết trong gia đình hiện đại. Có vẻ như có một sự mâu thuẫn ở đây. Khi mà nói đến gia đình thì chúng ta nghĩ đến sự trở về, sự hướng nội. Thế nhưng khi nói đến hội nhập thì chúng ta nhìn thấy ở đây là một xu thế hướng ngoại và một cái gì đó nó là sự lan tỏa. Vậy thì hiện nay các cá nhân, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần phải làm gì để dung hòa sự mâu thuẫn này, để có thể vừa có được hạnh phúc gia đình mà đồng thời vừa có được sự ấm no hướng đến phát triển và hội nhập ạ? Đây, theo tôi đây là một cái thách thức rất lớn của cái xã hội Việt Nam khi phát triển và hội nhập với thế giới mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Cho nên cái sự hôm nay tôi thấy các gia đình sum họp trong những cái hình thức rất hiện đại. Chẳng hạn nhà bạn tôi có những con đi học ở nước ngoài thì lại sum họp trên Facebook vào ban đêm vì cái sự chênh lệch múi giờ. Và tôi cho rằng cái quan trọng nhất chính là sự yêu thương. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta sẽ tìm ra được cách thức để có thể hòa hợp với nhau. Đây, và nói như là một khán giả đã nói là chỉ cần hỏi thăm là đủ rồi. Cái sự yêu thương, cái sự sẻ chia từ trái tim và tâm hồn của từng người trong gia đình, theo tôi rất là quan trọng. Đấy là từ chính bản thân những người thành viên trong gia đình. Vậy còn từ những tổ chức xã hội hoặc là các cơ quan đoàn thể chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có những cái hình thức như thế nào để có thể vừa giữ được, tức là chúng ta vừa hướng đến một cái hướng mọi người đến cái việc là giữ hạnh phúc gia đình và đồng thời vừa đạt được những cái sự phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Theo tôi thì các đoàn thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc xúc tiến các hạnh phúc của gia đình. Đó là những góp ý, những kết nối các gia đình với nhau. Vì một gia đình không thể tồn tại đơn lẻ được,
cái sự kết nối theo phong trào ấy, nó sẽ trở thành một ngọn lửa lan tỏa trong xã hội, từ trái tim này đến một trái tim khác, từ gia đình này đến một gia đình khác. Và cái đoàn thể ở đây đóng vai trò như là một cái sự kết dính, kết nối giữa các thành viên, giữa các tế bào xã hội. Đây là sự cực kỳ quan trọng và không thể thiếu được. Ở nước ngoài tôi đã tham dự nhiều ngày hội lớn, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, có những ngày Chủ nhật họ coi là ngày hội gia đình. Ngày Chủ nhật tất cả các gia đình bao giờ cũng gặp gỡ trong khuôn viên của gia đình, cùng nấu nướng ăn uống với nhau, cùng vui vẻ. Tôi nghĩ rằng cái phong trào ấy chúng ta nên tiếp tục. Dạ vâng, và tôi cũng chắc chắn rằng là tiến sĩ khoa học Đoàn Hương cũng như là quý vị khán giả cũng sẽ đồng tình với tôi rằng dù bối cảnh có hội nhập như thế nào đi chăng nữa, cấu trúc gia đình Việt Nam có sự thay đổi đi thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn gia đình vẫn luôn là nơi để chúng ta yêu thương và nơi để chúng ta trở về. Đúng như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ khoa học Đoàn Hương đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 8 năm phân giới cắm mốc trên thực địa từ năm 2001 cho đến năm 2009, thì biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc được phân định đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới chi tiết hiện đại, tạo điều kiện để các lực lượng chức năng hai nước thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới một cách hiệu quả. Đặc biệt là người dân sống ở khu vực hai bên đường biên đã có thể nhận biết rõ ràng về ranh giới giữa hai nước để yên tâm định cư, mở mang sản xuất, thúc đẩy giao thương và ổn định đời sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại một khu chợ vùng biên của tỉnh Cao Bằng. Cái mốc 853 hay mốc 53 cũ thuộc đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thuộc địa phận huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có một khu chợ hết sức đặc biệt. Khu chợ này họp ngay cạnh sát biên giới và người dân vẫn thường gọi nơi đây là chợ mốc 53. Tuy không đông đúc, rộn ràng, nhộn nhịp như những khu chợ ở cửa khẩu, thế nhưng chợ mốc 53 vẫn có những nét độc đáo rất riêng. Nét đặc trưng của chợ mốc 53 là họp ngay trên đường biên, tuy nhiên quy chế biên giới vẫn được đảm bảo. Tiểu thương Việt Nam và Trung Quốc chỉ dựng lán bán hàng ở bên đất của nước mình. Phần chợ nằm trên đất Việt Nam có khoảng 100 gian hàng. Hàng hóa ở đây khá phong phú như thuốc lá, nước giải khát, bánh kẹo, cà phê, bánh đậu xanh, đồ mỹ nghệ, chủ yếu là hàng Việt Nam. Bên phía Trung Quốc, mặt hàng bày bán chủ yếu là đồ thủ công mỹ nghệ, dược liệu, quần áo. Đến chợ, du khách có thể tham quan, mua sắm ở cả hai bên. Phong cảnh ở đây rất đẹp và con người thì chất phác. Hàng hóa ở đây thì rất phong phú, giá cả lại hợp lý. Tôi đã mua một số đồ dùng ở đây. Khách đến chợ một phần là du khách Việt Nam đến tham quan thác Bản Dốc, còn lại chủ yếu là du khách Trung Quốc. Du khách Trung Quốc tới đây vừa có thể tham quan đường biên cột mốc, vừa có thể mua sắm hàng hóa, đặc sản Việt Nam làm quà vì hàng Việt Nam rất được ưa chuộng. Các du khách Việt Nam và Trung Quốc chỉ được phép giao thương trong khu vực chợ để đảm bảo an ninh trật tự. Không vì thế mà lượng khách lui đến mua bán tại chợ giảm. Tình hình buôn bán giờ là rất bình thường thôi. Có hôm thì được nhiều, có hôm thì được ít. Họ thích cái thứ gì đẹp thì họ mua. Chủ yếu là thuốc lá với cà phê. Đồ ăn đặc sản thì nó là bánh đậu xanh, mấy cả hạt điều, mấy cả mít sấy. Lượng khách đông, mua bán tấp nập, chợ họp vào tất cả các ngày trong tuần. Không chỉ là nơi trao đổi buôn bán, tạo ra sinh kế ổn định cho người dân hai bên đường biên. Chợ đã trở thành điểm giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước Việt, Trung. Trong 50 điểm đến đẹp nhất châu Á thì Việt Nam có 3 điểm đến, đó là Sapa, Hội An và Vịnh Hạ Long. Tạp chí Condé Nast Traveler vừa công bố thông tin này. Tạp chí này đánh giá thị trấn Sapa nổi bật với khí hậu trong lành, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Hội An là một thành phố cổ vẫn giữ được những nét giản dị gần gũi, còn sự hấp dẫn của Vịnh Hạ Long thì nằm ở hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ với cảnh đẹp ngoạn mục. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.